Làm sao? Bây giờ ý kiến làm sao? Hôm nay là đến hẹn của cha này, 3 ngày gì? Hôm nay là hết hết 3 ngày rồi phải không? Này. Này, trong cái thời gian cái hợp đồng ấy nhá là phải hết tháng 8. Hết tháng 8 thì mới phải ra hạn hợp đồng. Bây giờ vẫn còn thời gian để cho cha ra với bọn tao xoay tiền. Đúng rồi. Thật là cháo trần. Thôi thôi thôi. Đừng xịt với tiếp nào. Thôi mày thật là trắng trần. Thôi Huki, anh nói ông đánh mà. Huki. Thôi thôi. Thôi thôi. Huki mày ra ngoài. Thôi đừng đánh. Đánh nó là sao? Mày là sao? Mày có thích làm sao? Bây giờ mày nói thích làm sao? Con người nóng ná này. Mày lại 15 thôi. Mày thích làm sao? Mày đánh tao hơi bị đau nhá. Huki thích làm sao? Mày tất cả bọn mày ấy chỉ là cũng nghèo cũng hèn thôi. Mà bọn mày chưa trả, bọn mày còn khất nợ. Thôi thôi. Ok. Mày còn nuôi cái hợp đồng không biết gì ra đây. À. Mày chưa. Thôi. Ok ra ngoài cho anh. Làm sao mày làm sao? Bây giờ ý kiến là mày là thích như thế nào? Tao thích lấy lại tiền của tao. Này, 500 tỷ. Chưa này. Mày đừng có đòi tiền. 500 tỷ chứ không phải 500 nghìn. Bây giờ cái vấn đề này. Mày phải tiền từ từ, mày hiểu không? Mày phải chờ cho bọn tao có thời gian. Được chưa? Thời gian đã hết rồi. Không đồng hết tiền nè. Trong giấy tờ là chưa hết tiền rồi, chưa hết ngày đâu, có lộn à. Chưa, giấy tờ đâu. Ra đây. Mày thích làm sao? À. Chưa có tiền. Này, quần lộn đất này. Chưa có tiền rồi. Mày còn cố ngang à? Hả? Thả ra ra ra. Quần lộn này. Mày thích làm sao? Anh bảy nghèo rách này. Đi ra. Mày nhớ đấy nó ra. Thôi mà sáu. Kệ đi anh sáu. À. Kệ đi sáu. Ôi xa, đừng sao kệ đi sáu. Đi. Tao nói chuyện mặt với mày đi. Tiền thì bọn tao sẽ phải giá mày thôi. Không giá thì bọn tao phải chịu trách nhiệm với pháp luật, mày hiểu không? Nhưng mà bây giờ ấy, chưa đến hết ngày, mày hiểu không? Mày ngày nào mày cũng đến đòi tiền bọn tao làm gì? Hả? Lúc này con mày hôm nay vẫn chỉ giờ thói giang hồ mà thôi. Này, đấy là lũ nghèo hèn. Đấy là rô máy giang hồ. Thôi, để cho nó nói cho máy. Anh em mình không để ý, không thèm chấp nhận cái loại này. Ô. Em sao? Nhanh khẩn trương. Thôi, này, chưa hết ngày nữa. Thôi mấy anh đừng đánh hôm nay nữa. Chưa hết ngày mà đừng có đòi người đòi tiền. Hết tháng 8 này mới hết hợp đồng, tao đọc cái hợp đồng ấy thôi. Người đã hứa hẹn vào những ngày trước, hẹn 3 ngày, ta cho các người 3 ngày rưỡi, hôm nay là ngày thứ 4. Tao nói mày này, bọn tao hẹn như mày đấy. Hẹn ta phải đến, ta đấy nữa. Tao phải cố xoay tiền, ngân hàng có phải là ngày nào nó cũng cố tiền đâu. Xoay tiền. 500 tỷ đấy, mày đơn giản đâu. Mày thì giờ là tắt đi. Mày, xả nó lại. Không nghe mà, chưa hết ngày phải đứng ra mà đòi tiền nhá. Xả nó lại. Ta sẽ cho nó ra, về với ta. Thả nó ra, chưa hết ngày rồi đúng không? Tiền giấy đăng ký. Làm sao? Ôi, bình tĩnh nào, bình nóng. Cứ này vấn đề mình sẽ giải quyết nó thằng này. Tao đấy. Ông lộn đi. Tao. Nó làm. Tao nóng rồi mày làm gì? Nóng người ta cho mày chuốc nước lộn người rồi. Cái gì? Cái gì? Đi. Không không tắt đi. Xử lý mày như một. Thôi bình tĩnh nha sáu ơi. Thôi. Bình tĩnh đi. Một con bình tĩnh. Bình tĩnh nha. Này. Vấn đề là hết tháng này mới lên ngày lưới. Hết giả nợ nhá. Trong một tháng người ta sẽ xoay 500 tỷ. Chúng mày. Cái đám phá mày. Chúng mày. Chúng mày. Mặt mặt như bánh sáng vậy. Quá lật mặt. Lật mặt cái gì? Mày nói rõ là chúng mày hèn.
Tao 3 ngày, tao cho mày 3 ngày rưỡi. Bây giờ bỏ tao không thể nhịn nổi nữa rồi. Bỏ nó ra. Không bỏ. Bước xe cái đám chín đấy, bọn tao không giả tiền mày thì mới gọi là bọn tao ăn quỵt. Bọn tao sẽ hỗ trợ cha ra giá khoản nợ này. Mày mày tính làm sao? Mày định bắt người giữa ban ngày ban mặt à? Mày định dẫn cha ra đi giữa ban ngày ban mặt? Cái câu hỗ trợ của mày, tao cười vào mặt bọn mày. Này, tao bảo cho mày biết như này. Một lũ giang hồ. Ai giang hồ? Ai giang hồ? Cư xử. Ai giang hồ? Giang hồ gì? Anh. Mày đánh tao hơi bị nhiều. Ai sao được rồi? Cháu ơi. Anh là ai đấy? Ui, anh hùng trốn này anh. Chúng mày đi làm gì hết? Làm ra? Chúng mày định đông bắt người. Anh không biết anh có biết đầu đuôi gì cả. Tao không cần biết đầu đuôi như nào cả, nhưng mà một lũ như thế này mà vào bắt nạt một mình không ấy à? Anh biết gì không? Anh xem anh cần em cho anh xem video không? Chúng mày đừng động một người tao. Anh để em giải thích cho mày nghe. Im. Này, thằng này á. Đi là nhà cái con kia nó đây này. Nó nợ tiền thằng này. Anh biết đâu. Đánh bắt cha ra đi giữa ban ngày ban mặt. Bắt cóc con đấy đi. Bắt cóc. Đây, mấy câu bắt cóc các người không biết nghe. Đây, em vừa quay lại video nó. Cái này anh là ai mà anh tiên đến đây bây không đấy vậy? Anh không nghe. Người ta là người đi đường qua đó. Vậy tại sao anh lại không nghe đầu đuôi mà anh lại đi vào anh bảo bọn em bênh bênh ông lên gì? Tao thấy bao nhiêu đứa mày vào bắt đặt một người thì tao vào tao bênh trước á. Ông này, ông ấy là người lớn, ông là đàn ông. Ông định lôi đứa con gái đi, lôi cha ra đi. Bắt cóc giữa ban ngày ban mặt. Các người hãy nghĩ lại đi. Làm sao ta phải bắt cha ra đi? Các người nợ ta. Hứa với ta là trả hộ cha ra số tiền như thế đúng rồi mà. Chưa đến hẹn. Nhưng đúng rồi. Nhưng mà các người không trả ta. Anh ơi, trong giấy trong anh phải nghe mình em nói, trong giấy tờ đấy là phải hết tháng 8 này thì mới hết hiệu lực. Bây giờ ông ấy đòi bắt cái đứa con gái này cha ra này đi lấy ông đấy, lấy vợ đấy. Đấy, ông ấy vô lý chưa? Anh thấy vô lý không? Thật là ông ấy nó còn đánh con gái nữa anh ạ. Ừ. Ừ. Đánh con gái. Người ta gọi là vô phu đấy anh biết không? Anh có đánh không? Thế cậu nhìn thấy chưa? Trông anh người có tiền thế này mà anh phải là chú em. Chú em, tao thấy chú em cũng to cao được nữa. Cơ thể cường tráng. Ừ, đừng có giở cái trò đấy. Thích làm sao mà đi. Ông này ba pha đấy. Bị đê đấy. Anh cũng chơi. Hay là chúng em hãy đi theo tao nhỉ? Đi theo anh hả? Ừ. Chúng em cần bao nhiêu tiền? Ta sẽ hỗ trợ chú em. Chúng em cần vấn đề ăn chơi nhảy múa. Không thích ăn chơi. Mày làm gì đấy? Mày làm gì đấy? Ăn chơi. Anh ơi, anh là anh người đàng hoàng, em nhìn thấy người đàng hoàng như mày đừng có làm vậy nhá. Sẽ cho chú em thích tiêu như thế nào là tùy chú em. Ok. Anh ok. Bây giờ anh cho em khoảng 500 đô nha. Để em ôi, nhận luôn, anh nhận tiền của ông người này luôn. Anh không biết là ông là ai mà anh nhận tiền của ông luôn. Tao không cần biết là ai, tao chỉ cần tiền thôi, mày hiểu chưa? Sao anh dễ tin người với anh đẹp trai ơi? Tao chỉ cần tiền thôi. Ôi, anh trai ơi, anh trai ơi, lại làm vợ anh trai. Đâu phải các tiền người là tất cả rồi. Em nói thẳng cho anh biết như này này, câu chuyện này không phải liên quan của anh đi ra khỏi khu vực này đi, để bọn em giải quyết. Tao cầm tiền của người ta rồi, giờ tao không đi nữa có được không? Được. Ok đấy. Này ông đừng có cái kiểu đấy, đừng có cậy có tiền. 500 đô thì không là cái gì đâu mà anh. Mày có không? 500 đô thôi. Mày có không? Còn nhiều. Đâu? Về nhà anh em. Về nhà em cho. Tiền mua mà, chúng mày có ở đây không? Có không? Các người có ở đây không? Không có. Ở đây không? Ở đây không có. Nhất là đừng nói. Đúng không anh em? Có 500 đô. Đúng rồi, 500 đô bẩn lắm rồi, anh đánh mất luôn tính người ok. Ta có tiền. Quan trọng là người anh em có tiền. Ô đã đại ca rồi. Vừa cho anh mấy đồng tiền mà anh nhận đại ca luôn. Vì đại ca có rất nhiều tiền, tao theo đại ca thì sau này cuộc sống của tao sẽ tốt hơn. Đúng tốt rồi. Tốt rồi. Tốt cái gì? Anh đẹp trai này như thế. Mày nói ai đấy? Anh đẹp trai. Anh đẹp trai. Anh đẹp trai. Anh chưa làm sao? Rồi. Ai? Anh thả ra đi. Anh thả ra.
mày nheo này, mày rắt này. Bỏ ra. Ừ, ra. Thế là thế anh nhá. Mày nó tôi không muốn đông trắng lên dưới nào rồi. Bỏ ra đây. Bỏ ra đây bố bắn nhá. Thế thôi, mặt đó. Thầy lắm người đi không? Bố lên. À. Mày bị bật tao à. Ông mày thả nó ra. Thầy lắm. Ao. Con lợn này. David. Ông ảnh sửa. Ông David này. Lôi chị ra lại. Này. Ông David. Sáu rồi. Sáu. Này. Mày. Là tao. Này, sao? Mày chỉ là suốt ngày là thằng nghèo khổ thôi, thằng Sáu ạ. À. Nghèo bọn tôi của anh em. Không như ông. Này còn cái anh này nữa, anh là người đi đường ấy. Anh không phải chuyện của anh. Tốt nhất ý, à. Tôi bảo anh này, anh cút đi. À, đúng rồi, không liên quan gì đến anh đâu anh. Đừng lên làm gì. Này, anh đừng có đánh người nhá. Này, anh đừng đánh người nhá. Làm sao? Ta làm giữa tay đấy. Này, anh cút ra ngoài kia. Đừng có lộ nó đi. Làm sao bây giờ? Wow. Ông đừng có mà. Làm sao? Ừ, có một chuyện Sáu. Ông có mua chuông. Anh ơi, cái anh dây này, em bảo anh này. Bây giờ anh thích tiền phải không? Về nhà đi cùng về, một lát về thì em gọi anh, cho anh tiền. Tao không tin, tao theo chúng mày về để chúng mày út xỏ tao à. Tao đâu có ngu. Này, một tao đi theo vào đây. Về địa phận của chúng mày khác gì dân mèo đến miệng võ. Đúng rồi, hay lắm đấy. Đi miệng võ, anh chết. Này, David ngu ngu. Nào đâu, thằng em nó đéo cán lắm đấy. Anh ngu lắm, anh không biết gì đâu. Cái lúc mà anh hết giá trị lợi dụng xem. Nó sút anh như một con oáng ấy. Mấy anh em đã nghĩ tốt về ta. Ta cung cấp cho kinh tế tiền mặt. Tao vướng gì đâu. Tao có tiền, nhưng tao có anh em. Đúng rồi. Anh em nào? Anh em nào? Anh em nào? Thế thì là anh em của ông nhá. Không chỉ là vì tiền đâu. Không phải là bọn ta là vì tiền. Bọn ta là vì tiền. Thả anh chết ra ra. Ông bỏ ra đây. Cút ra kia. Ăn vào, chứ liêu đi đi. Chứ liêu đi đi. Con ẳng này. À, đừng có đánh tao. À, này, ông mày, đừng có đánh người. Sao em? Ủa không? Tôi với ông nha. Ông, tôi biết là ông lớn hơn tôi rồi. Tôi đã nói đàng hoàng với ông, đừng có đánh người. Thôi mày ơi. Ông lại ngu, ngu anh kích này. Tao đã chết đàng hoàng rồi. Ông dừng đi đường thôi. Làm sao bây giờ? Không lại cái ông này nhá. Ông hơi vô lý đấy. Này anh ơi, em nói thật với anh nhé. Anh vừa vừa thôi. Anh David, David em bảo anh này. Anh sống cho nó đàng hoàng vào. Đàng hoàng. Ông sống cho ta cần gì phải đàng hoàng. Cứ lôi anh. Khi người anh em tốt của ta. Đừng cản anh. Này. Đã. Nghĩ tốt của ta. Ta nói về chuyện này. Bây giờ này là có tiền thôi. Còn các người đấy. Đâu chúng ta. Chỉ biết là thằng nghèo. Thằng nghèo thằng con đồ thôi. Tôi chịu hết rồi các bạn nhé. Không hiểu sao. Chỉ bằng vũ lực thôi. Bây giờ có tiền thì ông của anh em này thôi nhá. Sau này nhá. Chưa chắc gì ông được có tiền mãi mãi đâu. Không biết là sao. Này, con anh gì đây? Anh về phe đi. Người còn ăn trộm tiền của ta. Tiền này có tiền không ạ? À? Anh nói tiền này có tiền không ạ? À? Sao trả tiền đó? Không kèm cái đồng tiền black của nó làm gì? Này, anh nhảy đây. Rồi chồng biên nhá. Làm sao? Đừng bao giờ gọi chồng mình mua của tôi. Anh ấy, em nói thật cho anh biết như này này. Em đã bảo rồi, không phải câu chuyện của gia đình nhà anh cút về nhà đi. Ông ơi làm gì đi? Làm gì? Ta thích làm gì cũng được. À. Mày làm gì chứ? Mày à. Thôi, ông đừng có đánh người nha. Này. Ai vô cơ? Ôi.
Ôi! Anh Bé! Bé ơi! Con lợn này! Tao không muốn nói chuyện mày đâu này, nhiều thế nhỉ? Ôi! Này! Bắt lại! Đi về! Đi về! Thả cái nó ra! Thả nó ra! Thả ra! Thả ra của ta! Thả ra! Tiền ta, ta phải đi về! Ôi! Ông mình làm trò gì? Cô đi theo ta không? À nói câu nữa, cô đi theo ta không? Mày có thích chung luận không? Anh vừa phải thôi. Này, ông vừa phải thôi nhá. Đi theo ta. Ông vừa phải thôi. Cô phải nghĩ cái số nợ của gia đình cô đấy. Cô đi theo ta. Ông kia nữa. Đừng có tí mực mõ hay hoài nhá. Bước ngon thì bước vào đây rồi. Bước vào đây. Anh ơi, em lại rất giết rồi. Mà nó. Mà nào? Mà nào, mà không biết bước ra đây cả. Mày làm cái gì vậy? Hả? Con lợn này. Bỏ đi đi ba. Bỏ đi. Con lợn này. Bỏ đi. 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 David ngu, ông là hơi quá đáng rồi đấy. Ông đừng có gậy ông có tiền mà ông đi làm phiền thiên hạ vậy. Tao thích đấy. Thích không? Tao thích mà. Thích gì thế? Ông bị bao nhiêu ngày ông chưa chừa? Ông bị đánh bao nhiêu ngày ông chưa chừa? Ta là vua nì. Vua nì gì? Ông không biết nhục à? Vua nì. Hả? Ông nói để vua người ta. Đúng là cái thế này. Ôi, cháu, cẩn thận, mày định làm gì người anh làm tốt của ta? Này! Cút nhất này. Cút chút khác này. Ông ơi, cái lại thì cút đi đây. Này, ông thích làm gì hả? Chỉ vì mày thôi. Chỉ vì mày thôi. Đi theo ta. Đi theo ta. Ui, đánh đi. Đánh đi. Thằng bức gì này. Mày bả tao. À, ông kia. Ông kia người đi đường. Chúng tôi không muốn nói chuyện với ông rồi. Ông cút đi. Anh dạy, em bảo anh này, anh đừng vì vài đồng tiền mà anh lại đi đánh người vô cớ như thế. Không, bây giờ có ai... Bọn nó không có tiền để lo cho bạn đâu. Này, em tốt ạ. Những người ở đây có ai trêu ông không? Mà tại sao lại đánh người ta một cách vô cớ như thế? Ông nói đi. Tao thích. Tại sao? Tại sao? Vì ông, có tiền. Ông nói câu tao thích thì sao giống cái ông này thế? Ừ. Nó ngang ngược kê. Hả? Đâu có não vậy. Còn thằng này nữa. Bảy rách. Bảy rách. Thằng bảy nghèo. Bảy rách thì nghèo. Bọn người hội đồng ra nữa. Anh David ngu ngu này, tôi nói cho anh biết như này này. Ra xã hội đấy, làm ăn bươn trải, không phải là có tiền mà oách đâu. Nhá. Không phải có tiền mà oách đâu. Bảo sao cái tuổi này rồi ế loại ra không ai là yêu. Lại quay về. Quay về đòi nghiêu cũ, đòi cha ra lấy mình. Thích như nào việc của ta. Cái đồ thối nát. Bỏ nó ra. Mày bỏ đâu? Con lợn này. Ta thích đấy. Ngươi hỏi cha ra đi. Vâng. 500 tỷ đã no được chưa? No được rồi. 500 tỷ đã no được chưa? Ê thằng đó không rồi. Con lợn này. Nga 500 tỷ. Tiền của bọn mày ấy. Thì bọn tao xem giày giả, mày hiểu không? Đúng rồi. Mày trả đây. Ông kia nghe tao, cô đã gặp ông bỏ nó ra đi. Bỏ nó ra. Bỏ nó ra. Ông cầm tròi vậy. Này. Mấy tợn này. Này, chuyện này không liên quan tới anh nhé. Anh đừng có xíu rồi nhá. Anh trai này, anh đẹp trai rồi, đẹp trai hơn em rồi đấy, nhưng mà tư cách của anh như cút đi. Bây giờ này, vì vài đồng tiền mà ông quay ra ông đánh người vô cớ vậy à? Đi đường gặp nhau mà phát đánh nhau luôn à? À, thế là gì? Ông chưa hiểu rồi, không biết làm sao ông lại đòi mộ à? Đánh ta như nào? Ông nhã à? Thấy người ta thấy ta một mình chọi sáu. Ừ. Người ta thấy không hợp lý. Ai không hợp lý? Đến hỗ trợ ta thôi. Hỗ trợ à? Đấy. Người sút à? Người thích solo với ta. Không. Ta chỉ cần một chiêu thôi. Là ngươi
xuống ruộng. Cháu ơi, tĩnh đi em, tĩnh đi. Chào bà. Sao vậy anh? Bình tĩnh là giận. Nó nhớ. Con phải đi theo tôi. Cô nghĩ lại đi. Bố mẹ không đi theo ai hết. Còn nội tôi nợ tôi tiền đấy. Thế ra chỉ ở đây với tôi thôi. Ở mấy mày á? Ở với mày được cái gì? Mày đang lo trả nợ được chưa? Anh không được tính đi. Nghĩ lại đi. Hãy suy nghĩ lại đi. Em ở đây với anh, em không đi đâu hết. Ở cái gì em cũng phải không được đi đâu hết. Tiền em ở đây với anh đã trả hết chưa mà đòi ở? Tiền đã trả hết chưa? Tao chỉ là người ngoài chưa thôi. Trả. Nhưng mà mày lấy một cái thằng nghèo như thế này, tương lai không có thì mày nghĩ mày đi theo nó được cái gì? Này anh ơi, đây. Em nói cho anh biết nha. Anh đại ca tao. Anh chưa tư cách mà anh nói gì đó như thế đâu. Tao đi qua tao thấy đại ca tao tuy hơi xấu dài một chút nhưng mà xấu giật. Tiền có tài. Tại đâu? Tại đâu? Anh chưa biết cái gì về ông ấy đâu. Có tiền, nó cho chúng mày vay một số tiền lớn như thế là người ta có tiền. Tao không còn biết tiền từ đâu anh mà. Anh ơi, đây là ông ấy có lừa bố mẹ ra. Lừa. Này, anh không biết cái gì thì anh ngậm mồm vào nhá. Mày câm vào cái thằng bất tài. Đi cái gì? Anh im mồm vào đi, đừng có nói em cái đấy. Cho gì mà anh nhận lại tay thế. Đi cho tao. Thằng Trương. Chưa hết tháng, cha đang bình tĩnh nghe anh. Cố gắng đi. Cuối tháng này bọn anh sẽ xoay giúp em. Nhá. 3 hôm rưỡi. Người đã nhớ 3 hôm rưỡi mà hôm nay là ngày thứ tư rồi. Bây giờ cô phải đi theo tôi. Không được. Cha đã. Hết hạn rồi, hết rồi. Rồi. Hết tháng này mới hết hạn giá mà 500 tỷ ông cứ nghĩ là nhanh giá được ấy. Người đã hứa hẹn với ta như nào? Bây giờ phải giữ đúng lời hứa. Cô phải ở đây với anh mà. Thôi, tao là người ngoài, tao khuyên là mày nên đi theo ông ấy đi. Là sao đi theo ông đấy? Anh vô lý vậy? Chuyện của anh à? Chuyện của anh à? Ờ, mấy cái thằng bất tài vô dụng này, mấy cái thằng này. Anh chắc gì đã có nhiều tiền bằng bọn tôi. Không có nhiều tiền, tao mới phải đi theo ông ấy. Đứng lại. Chắc là chạy đi. Đăng cam đi. Không thích cam đấy. Chạy đi. Người bỏ ra. Ông tính làm gì? Ta sẽ giờ ta sẽ không nhân nhượng với bọn ngươi rồi. Ta phải nói đón cha ra lại. Làm gì? Về với ta. Về nước ta. Để làm thủ tục. Thủ tục gì? Đăng ký kết sở hôn. Ngươi biết chưa? Kết tổ hôn là đăng ký cái gì? Không có đâu. Ai kết hôn? Ai kết hôn với cái loại mập như ông? Hả? Mày bây giờ hành động vũ phu đấy à? Ông cái thái độ đấy nha. Ông đừng làm gì? Ông đừng làm gì? Ông bị nhóm trò giống gì ấy? Ta thích đặt ngày cho chúng mình. Ai? Ông làm trò gì? Ơ. Ông đánh người đấy à? Ông sếp không sao không? Thấy chưa, người ta yêu thương nhau, người ta xuống kéo ông. Ông có ai kéo không? Ông có ai kéo không? Đây, em. Anh đò vừa thôi nhá. À, hai người có ai kéo không? Ai kéo, ai đưa chúng mày lên? Hai người có ai kéo không? Có ai kéo không? Mà để cho người yêu mày. Ông cắt kiếm bao nhiêu tiền? Ta tiền cổ đâu? Ông giàu cổ đâu? Ông bỏ ra. Bỏ ra. Này, ông bỏ ra. Này. Mấy cái thằng bất tài như dụng nè. Chúng mày mà có tiền nhá. Chúng mày đã không để người yêu mày bị ông ấy đến. Mấy này, thằng bất tài vô dụng của chúng mày có làm gì được đâu. Này, ông nói ý tôi. 500 tỷ đó. Ông nói tôi. Mày biết cái gì mà nói. Biết cái gì mà nói. Thế mà cứ bảo là anh thương em lắm. Này, những cái lúc này chúng mày làm được cái gì? Chúng mày làm được cái gì? Này, ông 1 triệu mà có nhiều đâu. Này, tôi nói thật với ông nhá. Ông làm gì có người yêu như tôi. Hả? Này, chắc chưa chắc gì đã có người yêu như tôi nhá. Ủa lỗi cha. Đầy người yêu. Đi theo ta sẽ đầy người yêu. Rồi. Ôi, im mồm à. Này. Không có người yêu. Không có người yêu mới quay lại. Không có người yêu mới quay lại. Đòi cha ra phải cưới mình. Các người lắm tiền nè. Chân chỉ ngắn thôi. Bụng phải to. Nhưng mà biết chưa. Em làm người có tiền. Còn mấy cái thằng bắt. Thằng bắt của chúng mày á.
chỉ đi ra đường bán bánh thôi. Này, chắc anh có rồi. Anh có rồi. Anh có tiền anh bùng to à? Anh có tiền không? Chạy mấy đồng nè. Ông có tôi đâu. Này, ông đừng nói nhiều nhá. Ôi mấy cái thằng bất tài ơi. Này. Bất tài ơi. Ông có yêu không? Thằng đói. Ông có yêu không? Hai ông có yêu không? Hai ông có yêu. Tao muốn lúc nào cũng được. Này. Có tiền mà. Tao sẽ đặt cao bao. Bọn tao dùng tiền để kiếm người yêu. Mày biết chưa? Người có tiền nó sung sướng như vậy đâu. Chúng mày á. Chúng mày á. Một gì vì tiền đâu này. Một nói hay nhất trong ngày hôm nay. Bọn tao vì tiền nhưng mà bọn tao có tiền. Tiền không mua tất cả nhưng tất cả quay cần tiền. Quay. Rồi, quay tiền. Quay. Tất cả đừng bán của mày có tiền. Đừng có đạo lý. Đừng có đạo lý không ở đây nhé. Mua bằng tiền nhưng mua bằng rất nhiều tiền. Ok. Rất nhiều tiền nhưng không bao giờ mua được tình cảm mày không? Tình cảm à? Chỉ tình cảm mà để người ta phải đến chiếc như thế kia nhục nhã như thế kia. Đấy là đừng nói nhé. Đấy là sắp tỉ. Nói nhiều. Này, anh ơi. Anh hàng xóm mà tôi bảo anh như này này. Câu chuyện không phải là của ông. Cái này người ta cái kìa. Người ta con gái, người ta vì gia đình người ta mới phải khổ sở như thế. Giả nợ cho cái gia đình thằng này. Là phải đi theo ta. Bọn tôi đang vì anh em, bọn tao tôi sẽ cố gắng trong tháng này giả hết nợ cho ông. Ông im mồm lại. Mày có muốn hết nợ không? Muốn cuộc sống đổi đời không? Muốn sung sướng không? Còn mấy cái thằng bất tài này nhá. Dẹp qua một bên. Này, chắc ông có tài à? Ông có tài gì? Ông có tài gì ông nói cho em. Tao không cần biết chúng mày rồi. Tay chân này chúng mày chống lại nhá. Mình mấy cái mực mực vào là có tiền là có tất cả. Thế là tao có tiền tao tính mực hơn chúng mày rồi đấy. Này. Chúng mày này. Con này á, cái tiền tao lãi còn không có nên nó gì để trả nợ. Riêng đây nhá, không bao giờ có nợ luôn. Được chưa? Thế ơi. Thế ơi. Ơi. Mẹ dính nợ đây. Này, tao nói người biết này. Nói người bây giờ người có nợ chưa? Chưa. Chưa. Thế người đòi trả nợ cho ta ra. Ừ, thì em sao? Thế người dính nợ chưa? Dính rồi. Dính rồi. Thì em sao? Này nói là chưa. Này ông này. Tôi lo không xong là còn đòi đi lo đi trả nợ. Đồ mặt mặt. Tôi bảo. Nghèo đói. Đồ rách. Đồ răng hồ. Chẳng làm gì cho đời. Tắt đi. Im mồm lại đi. À nói người tắt đi. Ông thích ra này. Ông trả lời cho ai? Ông tính trả lời cho ai? Hả? Tôi nói cho hai ông biết đi này này. Làm gì tao à? Bây giờ ông chỉ là có người có tiền thôi chứ ông không bao giờ có người yêu. Không một con nào yêu ông. Đúng rồi. Ông phải nên xấu hổ đi. Bọn tao dùng tiền. Bọn tao dùng tiền để kiếm tình yêu. Đấy là bọn mày dùng tiền để kiếm đồ vật về trang trí thôi. Đúng rồi. Dùng tiền để chi phối tất cả. Phụ nữ. Mày người ta gọi là hèn. Quyền chức. Tại sao lại hèn? Mày muốn hèn được không? Được. Mày có tiền không để mà hèn? Tôi giỏi ơi, mấy cái thằng tao không ngờ mày lại suy nghĩ như thế. Ta chẳng cần phải suy nghĩ gì, ta chỉ sắp thế kỷ 22 rồi các con ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Tiền đó là tất cả. Hay lắm em. Thế nhà nói rất hay đúng không? Được rồi, bây không gặp không bàn cái bọn đấy nữa, mình về. Mình về đi. Về đi, chúng mày cút đi. Nếu tao đi. Về, về về anh em, dẫn cho ta về. Cho ta về, về. Trước khi bọn ngươi về. Ừ. Bọn ngươi phải giao trả ra cho. Không giao trả, dẫn cho ta về. Làm sao? Chưa hết ngày nọ. Chưa đến ngày trả nợ. Không giao trả đúng như đấy. Ngày á, mày đứng có mà tái độ được đấy. Trả nợ. Bọn tao không được làm tiền đấy. Ông trả lời cho ai? Pháp luật xử lý chứ không đến được mày. Đi theo ta. Ông ta cứ theo được mày nhá. Chúng ta cứ theo nó. Đại ca cứ đuổi mẹ ra tù. Chúng nó mà, chúng nó không trả thì em bố mẹ mày đuổi mẹ. Em ăn làm rẻ quá. Chúng nó đợt này trên mặt đang có cái chèn đấy. Tao báo squad đi. Tắt đi. Ông thích tắt đi. Tao cấm người quay ra. Cứ quay đây. Ông trả lời cho ai? Ông trả lời cho ai? Mấy thằng hèn. Thì làm sao? Mày có hèn sao? Mày có hèn đâu? Không hèn à? Ông chắc không hèn à? Mạng xã hội. Thì làm sao? Anh ơi đi về đi. Đại ca cần em bắt nó cho. Ok. Chờ ra, đi về đi, chờ ra. Ông đi ra đây, bỏ ra đây. Anh bỏ nó ra. Anh trai ơi. Anh trai ơi, anh bỏ nó ra. Anh trai ơi, anh bỏ nó ra nè. Không em đấm anh rồi. Cầm vào tay nó, đau tay nó. Anh trai bỏ ra. Này, bọn mày. Bỏ nó ra. Ông ơi nha. Bỏ nó ra, đau tay anh trai ơi, anh bỏ ra khuyên em đấm anh đây. Tôi bảo với anh em này, này, mày đang quay bôi nhọ, bôi xấu tôi trên mạng xã hội. Người anh em hỗ trợ tôi. Làm sao? Ông không cũng bắt thằng này phải ông giao mình nộp. Cho đi làm gì? Ông mình làm cho gì? Thằng này phải giao nộp máy ảnh. Tôi. Giao nộp máy ảnh ấy có còn lâu. Đây là tao. Nào. Anh xin phạt tôi phải hiểu không? Lộn này, nó đuổi tao. À đâu? Mày là tao. Sao? Mày tin tao đập máy mày không? Đập máy. Hay lắm. Ôi anh ơi. Ôi con. Thằng hèn. Thằng nhục nhã. Mày lắm. Mày lắm người anh em. Ôi đồ
Còn mày đó. Mày đó. Mày đó. Thế sao? Tôi có quyền quay. Tôi có quyền quay đấy. Mày nào? Tao lại. Mày đâu? Mày tìm con mẹ nào? Con lợn này mày bắt nó à? Mày cứ làm tao mặt nó à? Thích là giang hồ à? Hả? Thích giang hồ à? Ra ngoài. Thích quay đấy. Dính được mấy một ít mực vào tay mà lại làm giang hồ đâu. Tập đi. Chính thằng camera đi. Mà tổn hại này như thế của. Sao? Liên quan. Liên quan gì? Tôi quyền người ta. Bọn tao quay chứ đâu đây. Anh ơi. Chạy. Tao quay sự thật nhá này hiểu không? Bọn tao muốn cho cả cộng đồng mạng biết là mày cái bộ mặt con người của mày như thế nào hiểu không? Thằng này. Mày sao? Mày có thích mày của tao không? Không liên quan đến là tôi. Cái lợn này. Cái lợn này cút ra. Cái áo ra quần. Bảo bạn của cô. Mày thích làm chuyện không? Ông đừng có làm chuyện. Mày thích có cái hệt ra. Thằng này. Ai ông vừa đưa làm chuyện đây nhá. Đừng có mà làm chuyện. Ông đi về đi. Bắt lại nó. Mày làm sao? Ai giả ơi em tao. Mày đặt trêu người. Thích làm hắn gì? Ngươi còn chơi cái kiểu thái độ giang hồ vắt áo ngang vai à? Thì em sao? Ngươi mãi là chỉ là con đồ nghèo. Này em tao đàng hoàng nó không giang hồ như cái vậy chúng mày đâu. Con đồ như mày không có gì. Mày thằng mõm. Tao nói cho ra là biết này. Cô. Phải nói bạn cô. Tắt máy quay đi. Mày. Tắt máy quay đi cho tôi. Không thích quay đấy, không thích tắt đấy. Không thích tắt đấy, làm sao? Số tiền 500 tỷ. Ông cho lại cho ai? Còn nghĩ này. Kìa. Thêm thời gian cho cô. Còn bạn cô cũng muốn quay tiếp. Tôi rất là không thích đâu. Không thích kệ ông. Không thích kệ đâu. Đây ảnh hưởng kinh tế nhà tôi. Tôi hiểu chưa? Càng như thế tôi càng quay đấy. Nên bây giờ. Ừ, làm sao? Tôi nói cô vấn đề như này. Cô phải nói bạn cô cấm quay tôi. Quay nhiều vào không? Quay nhiều vào anh ơi. Bộ tao cứ quay đấy. Bộ tao muốn quay cho mày lên cộng đồng mạng cho mày biết như thế nào. Tôi sẽ mày lợn này cút đi. Cô biết chưa? Cô hãy suy nghĩ thật kỹ. Chị suy nghĩ sơ sơ thôi nhá. Đừng kỹ. Sơ sơ. Em không cần suy nghĩ luôn. Có anh ở đây rồi. Có bọn anh ở đây và anh hỗ trợ em. Đúng rồi. Hết tháng này tao sẽ thu xếp, anh em tao sẽ thu xếp giá tiền cho mày. Đúng rồi, con này à. Không cần phải ấy đâu. Mày con lợn này. Mày không cho ấy. Mày không thu xếp được thì sao? Tao không cần biết thì sao. Thời gian hợp. Mày có thích không? Mày có thích không? Thời gian hợp đồng là cuối tháng này. Mày đừng có nói nhiều. Hợp đồng đâu? Giấy tờ đâu? Ở nhà. Ở nhà. Các ngươi nói không biết ngại. Đâu? Các ngươi chỉ vỗ mồm thôi. Chà là. Cuối tháng này không hết được thì lên ra tòa. Ông cho lại cho anh. Ông cho lại cho anh. Này một tát luôn. Một tát á? 500 tỷ. Thằng ranh con này. 500 tỷ hay là đi về? Ô. 500 tỷ trả ta hay là đi về? Mình đừng có lo Tết. Chà là không phải đi cho nó làm gì. Nghe theo anh. Chưa hết tháng này. Chưa hết tháng này yên tâm. Em không phải đi đâu hết. Các người nghe chuyện hết tháng này á. Này, mấy thằng hèn ha. Mấy thằng không có tiền. Thôi, ta khuyên người nên đi theo ông ta. Vì ông ta có tiền. Đúng rồi. Có tiền thì làm được cái gì? Này, như thằng nha. Ôi giời ơi, ăn cơm còn chưa đủ bữa để mà ăn. Đúng còn rồi. Đòi lo. Hay chúng mày lo cho bản thân chúng mày còn chưa xong, chúng mày lo gì? Này, ông nói ít thôi nhá. Đừng có khinh người nha. Này, một thằng thì xấu. Xấu là xấu. Một thằng đẹp trai như thế này. Đẹp trai bất tài vô dụng.
vứt, không có đâu mà ăn được. Anh biết đấy, anh là người gọi cuộc, anh biết cái gì? Ừ. Thì sắp tới kỳ 22 ông rồi. Biết cái gì? Ông biết cái gì? Ông là xã hội. Ông thì có cái tài gì? Xã hội kinh tế. Ông thì có cái tài gì? Lại mình có bảo tí mực mà oai oai nhá, một vàng hay đấy. Cái tài ra. Thằng chó này. Ông đi học sao? Hả? Này, tốt nhất là chúng mày biến đi, cút đi về đi. Ta quyết máy đây. Tắt máy. Mày. Không tắt máy đây, không tắt đây. Bọn tao cứ đi quay đây. Mày cứ quay không? Bên nhiệm vụ phải quay phim một. Ông ấy vào. Ừ, quay với bản mặt này cho lên mạng các bạn bình luận. Bọn ta cứ quay để tương tạo. Xã hội người ta biết chúng mày là những con người như thế nào đây. Đúng rồi, cái bộ mặt khốn nạn của chúng mày đây. Vì sao bọn ta là phải như thế? Ừ, nói đi. Vì gia đình cái đứa kia cha ra. Này, nợ tiền ta. Cái bộ mặt chúng mày không nợ cái gì đâu. Ta phải làm như thế. Ông có chỉ trò trò nhá. Đáng ra ta đã cho cha ra về với ta bên Ả Rập Xê Út rồi. Thì làm sao? Các người chặn ta, hành động như thế với ta, hành động. Chocolate. Côn đồ. Hey man. Alasa. Ai cô tôi cầm đi ra. Malaysia. Không biết giọng người đứng bên sao. Anh cái gì? Anh cái gì? Bỏ tay nó ra. Bỏ tay nó ra. Đau tay nó. Mày đừng có động vào người chúng nó. Nợ ta, ta phải lấy về. Thế thôi. Ông biết làm sao đi. Hả? Ngươi định hành động gì? Ngươi bỏ cái tay bẩn ngươi ra. Một đứa nghèo. Một đứa nghèo. Một đứa nghèo. Tắt cam đi. Này, mày đừng có động vào người bọn nó, hiểu không? À sao? Ta thích động với người lỗ này. Ta có tiền, ta thích động người ta. Chị đừng gây. Mày làm sao? Đó. Cô có đi theo ta không? Ông đi đây, làm sao? Làm sao? À. Này, mày giỏi á. Mày đứng yên đây. Mày giỏi, mày đứng gọi đây. Mày giỏi, mày giỏi mày đây. Con lỗ này. Mắc bẫy người sao? Này. Ông làm gì? Ông bị làm gì cơ? Làm gì? Mày đừng có đánh người thôi. Đúng là ngang ngược thật, cậy ướt tiền mà không ai đâu. À thích thế đấy. Dạ. Tắt đi. Không tắt đây. Đi cho con, đi đi. Lộn lộn. Ông nó bắt cầm người. Đi cho ra đi ra. Con thích. Đừng ơi. Ngươi đừng đánh này đi ấy. Cháu không? Cháu không? Chỉ biết theo tiền thôi, chỉ biết đánh người thôi, không biết làm gì hết. Đứa bao đầu, đứa bao đầu. Lên 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 lên. Dạ. Làm gì tao đấy? Con lợn đấy. Ê, anh trẻ con à? Anh muốn ấn xong cái bồng nước này mới lại bãi cái trông. Mày đứng nhường tao đấy hả? Mày làm sao? Ờ, mày làm sao? No, no. Mày tính đâu không? Tắt đi. Không có cái chuyện nấu đâu. Không có một phần đấy đó đâu. Anh em cứu ta. Mày cứu mày. Chưa. Mày cứu à. Tao cho mày gọi. Mày bé cứu mày à. Ây, cái mặt bỏ cho nó mày. Anh em. À. 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 Mày ta ra. Thích à. Hả? Thích à? Còn mày nữa, mày còn tao. Nó nào đó. Anh mới là lôi lên đi. Bỏ ra. Bỏ lên này. Mày đi lại đây. Ôi, này, 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 đừng. Đừng. Đừng thích à? Lấy cái áo mày phải không? Tắt đi. Tắt đi. Tắt làm sao được mà tắt. Áo ta rồi. Đúng rồi nhá. Đấy, đừng. Đấy, đừng. Đấy, đừng. Đấy, đừng. Đấy, đừng. Đấy, đừng. Đấy, người ấy thưa, mấy ngày hôm nay đã mất đến mấy quan các người rồi. Liên quan gì? Cứ tôi quay phim làm việc của tôi quay phim đấy. Tôi thích quay phim đấy. Mày phần bò này, nhưng mà.
Điều sao? Cẩn thận mày ơi, cẩn thận mày ơi. Bắn ba lấy cái kính nha. Làm cái đại ca khơi nước vào. Ơi, cứu bảy kia, cứu bảy kia. Cứu bảy, cứu bảy. Con lợn này. Mày nhờ với tao đấy à? Hả? Mày thích con tắm. Tại sao? Tại sao phải né? Ta không thích. Thì ta không thích thôi. Tại sao phải né em cứ né? Em cố à? Mày chỉ như cái đống vứt đấy thôi, hiểu không? Mấy con lợn này. Bông Phân. Mày chỉ là... Bái... Phân. Sờ châu thôi. Nói ít thôi. Làm sao? Ông làm sao? Bây giờ ít kiến thì cuối tháng này bọn tôi sẽ cho ông tiền trả nợ ông. Hãy về thôi ba. Không. Thôi anh ơi. Có thái độ như thế. Anh bây giờ em nói thật với anh như này này. Đi ra đi. Thôi ta khuyên người là về mới nói đi. Làm sao? Anh nói thật, tôi mới thật với anh như này này. Anh là người đi đường thôi. Thì ta khuyên nó có được không? Không được. Khuyên sao không được? Khuyên ạ. Có mồm ra chúng mày cắn à? Khuyên vô lý đấy. Ông có biết cái gì ông đi. Này, anh này. Ôi mấy cái thằng bất tài. Mày như bất tài đấy, có lộn à. Giữ lại biết lu lu lại. Anh. Ngươi sợ ta? Tại sao ông sợ? Cho biết khi nào tôi không còn khả năng, tôi không còn đứng dậy được nữa. Đúng rồi. Thì Sara mới về bên ông được. Đúng rồi. Ông hiểu không? Nhưng không. Còn anh em của tôi nữa. Chết rồi, tôi cũng quên rồi. Này, ông nhá, chưa đến ngày tôi cũng quên đấy anh em ạ. Tôi có đòi. Ông chưa tặng thích thì ta đòi. Sara. Cầm một anh cái điện thoại đấy. Nói. Quay về bên ta. Không, đất cũng quân rồi. Của bố mẹ ngươi đây. Này, ông đừng có nói với giọng đấy. Này, chưa đến hết tháng đâu. Đất cũng quân rồi này. Chưa tới ngày. Chưa hết tháng đâu. Ông ngoài. Đúng hẹn thôi. Này, bây giờ ông ấy theo giấy tờ đi. Đúng rồi. Thôi, mấy cái thằng bất tài thì đừng có gặng mồm lên mày. Này, mày mà thương nó thì mày phải để nó đi với những người có tiền. Nó này, không được. Nhưng mà nó không thích đi. Không tắt đi. Không tắt đi. Này, ông này, tôi nói với ông nhá. Giấy tờ hát con ngày người ta phải sai tiền hết tháng này cơ mà. Một ngày, một giờ, một giây, một phút thôi cũng là giờ. Ông hiểu không? Này, bốn ngày đã xong rồi. Này, cho bọn người bốn ngày đấy, nửa ngày nữa. Bốn ngày đấy chỉ là mồm thôi chứ không phải trên giấy tờ. Ông hiểu không? Bọn ngươi chỉ hướng mồm xuông nhưng mà ra là giờ ngươi còn múa. Ngươi múa trước cái sự đau khổ của ta. Này, ông đi về đi. Này, ông đừng có mà đụng vào người yêu của tôi nữa nhá. Người yêu. Tôi chỉ nói là ông đi về đi. Người yêu. Nhà người yêu người. À, ông đi về đi. Ta phải động. Ta có quyền mà. Cái gì có quyền? Ông quyền nào? Tiền nó là tiền tay ông mày. Ông phải có quyền. Ông đồng luật ra cho tôi không? Ôi giời ơi, mấy cái thằng nghèo hèn lại còn răng mồm lên mà cãi. Mày thì có cái gì mà người ta mồm nghèo hèn? Mấy thằng nghèo hèn mà chúng mày phải găng mồm mà cãi. Này ôi giời, áo gì rách. Ôi giời ơi. Này anh ơi, bây giờ tôi bảo anh là một người đi đường thôi, anh đừng có xí ở chuyện này. Cái này vấn đề thích xí đây. Cái vấn đề nhá, gia đình cha ra nợ 500 tỷ cơ, bây giờ vấn đề là phải để cho thời gian mới xoay để giá. Không phải giải thích mấy tao. Này, ông đứng yên đây anh ơi. Ai? Này, ông cút đi về đây. Ông cút về nhà ông ơi, đừng có mà lại leo phéo lại chỗ này. Ông hiểu không? Ta nói cho cô biết. Cô phải đi theo ta. Không bao giờ. Về Ả Rập. Không bao giờ. À, làm đăng ký kết hôn. Chưa ông biết chưa? Tiền nhá, ông đừng có nói cái giọng đấy. Bây giờ con gái gì ta muốn cô phải về theo ta ngay. Không bố mẹ cô, ta sẽ cho vào tù. Cô hay nhớ đấy. Ông cứ từ từ. Chưa đến hết ngày thì ông đừng có mà hòng mơ những cái chuyện đấy nhá. Hết ngày từ hôm qua. Hết tháng này cơ mà, hết tháng này trong hợp đồng là tháng này. Cha ra bảo vệ. Cha ra bảo vệ. Các hẹn hẹn ta 3 ngày rưỡi ta hẹn làm việc 4 ngày. Chúng tôi không biết. Là việc của hẹn. Chúng tôi biết việc 500 tỷ xoay 3 ngày ông nghĩ làm sao? Xoay 3 ngày. Chúng mày lặn lặn mà, chúng mày đi lặn lặn mà. Về chúng tôi dở lại sổ ấy, nhìn thấy giấy tờ đấy. Là hết tháng này cơ, ông hiểu không? Tháng này. Ta đã ký thôi.
ta ký đâu. Này, ông chưa ký ta là. Chưa ký. Này, ông chưa ký nhá. Cái giấy tờ nó cũng không có hiệu lực đâu. Mày bớt cái mõm của mày lại đi. Thằng bất tài ơi. Này, ông nhá. Này, ông nhá. Đừng có thái độ đây. Đi theo ta. Nhanh cẩn trương. Làm mơ đi. Nói một là chà một. Chà chị đi trước đi. Hai là hai. Chà ra không phải đi. Cứ nghe theo bọn anh. Chà ra không phải đi. Có đi không? Tụt ra đất cúc quần rồi. Cười. Cười gì? Thích quay đấy. Đất cúc quần mày còn chưa kinh à? Ô, sợ chắc. Đất cúc quần vẫn tay một tay quay cầm máy một tay vẫn dưới quần. Cô có đi theo ta không? Không đi. Chưa đến ngày ông còn đứng có thái độ kiểu đấy. Nói thật với ông ấy, chưa đến ngày ông mình có thái độ kiểu đấy. Ôi ông đi về đi. Ta sẽ nhớ. Nói thì kiện ông sẽ đi về đi. Đi về ngay lập tức đi. Đừng có mà bắt nó đi, đừng có làm phèn ở đây. Ta yêu cầu ngươi tắt đi. Không tắt đi. Quay ra. Thế mày có thích quay tao không? Thích quay đây, thích đây. Tao không? Thích quay đây. Nào nào. Làm sao? Làm sao vào đi. À, ông đi về đi. Mày. Làm sao? Ta phải lấy bằng được cha ra này. Này, chưa đến ngày ông đừng có mà cái chuyện đấy. Ông có hiểu không? Ta đã sai lầm. Cho các người. Chà ra lại cho mày có quay không? Thằng kia sao? Mày làm sao? À thằng kia, mày có quay không? Thích đấy. Ông đừng có thái độ gì đấy. Thích đấy làm sao? Mày chịu quá đấy. Con lộn này, không làm sao? Không làm sao? Mày tính làm sao? Mày vào đi. Có đi theo ta không thì bà? Không! Cuối tháng! Cuối tháng hôm nay ngươi còn lần mặt sao? Ta khuyên ngươi nên đi theo ngươi đi! Đây, ở đây không có tiếng nào đâu! Không có tiếng nào đâu! Không nè! Ông đừng có tiếng lại đây nữa! Ông đi về đây! Ông đi về nhà ông đi! Lâu! Đi về đây! Hãy theo ta! Hãy theo ông ấy đi! Nhanh lên! Muộn rồi, không có bao nhiêu tối rồi, ông đi về nhà ông đi, ông đi về đây, ông biến đi. Quậy anh cứ yên tâm, để yên anh em anh sẽ thú ạ. Anh cẩn thận né bãi phân to đúng đi nhá. Ừ ok. Không dính vào người thúi lắm đấy. Ừ anh tình ứng mùi nồng nặng như đâu. Công nghệ, mày không biết là đồng hồ công nghệ thế kỷ mới nhất à? Thôi ông không phép, tôi kỳ vào mặt mày. Này, ông đi ra. Này, ông đi ra đi. Ông đi ra đi. Mày thích cầm áo. Này, anh chỉ người đi qua đường thôi. Anh là người đi qua đường. Anh đi qua đường mà cho chúng mày cho tao vào như thế này thì tao còn đi qua đường nữa không? Nhưng mà vấn đề này, ai mượn anh xem là chuyện của bọn tôi? Ai mượn thì anh xem là chuyện của bọn tôi? Vì tao có tiền. Ai có tiền? Ta cho nó tiền. Tại sao? Liên quan à? Liên quan à? Bạn của ta. Anh phải biết lý lẽ chứ. Ta trong thời điểm khó khăn nhất, ta quý, ta trân trọng. Ta cho tiền. Này, ta cho kinh tế. Ngươi chỉ biết quay lén thôi. Này, chẳng quay lén. Quay lén bao giờ? Quay thật, quay trực tiếp. Quay thẳng căng luôn chứ mày quay lén này. Ông hiểu không? Đây quay thẳng mặt ông luôn đấy. Hạc thu vào mặt ạ. Cô coi kia xin cơm này. À, ngôn ngữ mới ngươi có chưa hiểu. À cô. Này, sức rồi nhé, bất dụng được tục cơ. Sức vừa được vừa lại kênh nào. Này, ông đi về. Đừng có mà kéo lại đây làm gì nữa. Biến đây. Việc này không phải việc các người. Không có phải việc của ông. Ta mới trả ra thôi. Này, đây là bọn ta anh em với nhau, ta nói với nhau ơi. Anh em. Các người khi nào là anh em? Đây là việc riêng gia đình của cha ra, chứ không phải việc riêng gia đình của các người. Này, nên nhưng mà chúng ta, bọn ta là anh em, hiểu không? Đúng không? Anh hiểu không? Đi về đi, cút đi. Nào, mày hiểu không? Anh em nào, không phải anh em thiệt đâu. Đúng không ạ? Này, không phải anh em ruột chỉ. Thế mày là cái gì? Tao hỏi mày là cái gì của nó? Hả? Mày là gì người yêu tao? Người yêu cũ thì là làm cái chiều người yêu cũ thôi. Lỡ ta tiền, ta thích làm gì còn việc của tao. Hiểu chưa? Này, luật ở đâu? Luật ở đâu? Làm gì? Chuyện luật đi, hiểu không? Nói đi. Luật ở đâu? Ông luật ở đâu? Luật ở đâu mà nợ mà ông muốn làm gì nói thì làm. Hả? Luật ở đâu? Giấy tờ ở đâu? Giấy tờ ở đâu? Mà cha ra thì cha ra đi. Chính bố mẹ cha ra đã nói với ta như thế. Chẳng ta có ai nói với bố mẹ cha ra là chẳng có bố mẹ nào nói như vậy. Hay là ông bà thích nói. Hết nợ với ta thì hãy giao con gái cho ta.
ta sẽ xóa hết nợ. Hôm trước bọn tôi nghe đấy cậu. Nhưng các ngươi không hiểu ra câu chuyện và các ngươi xử hành động với ta như thế mấy ngày hôm nay. Này, chẳng qua rất không hài lòng. Hôm trước bọn tôi mày. Hôm trước bọn tôi nghe thấy ông nói câu chuyện như này này. Ông bảo là cha ra là người yêu cũ của ông ngày xưa chia tay ông, bây giờ ông muốn ông muốn lấy cha ra về để ông báo thù cha ra, chứ không phải là ông yêu cha ra. Đúng rồi, ta không yêu cha ra. Ừ. Nhưng ta thích giày vò cha ra. Đấy. Ấy ông nhìn cái bộ mặt của ông đây. Cái bộ mặt của ông ấy. Cái bộ mặt của ông ấy. Cứ làm gì? Vâng. Ta thích giày vò. Đấy chưa? Ông bộ lộ mặt chưa? Anh nghe câu chuyện đi. Nợ ta tiền. Anh nghe câu chuyện anh thấy hợp lý chưa? Chưa hợp lý. Ủa alo, ta không hiểu gì cả. Đấy. Ô, anh thật sự. Ôi, sao mà anh hiểu được? Sao mà sao? Ai, người thấy chưa? Đi. Người thấy chưa? Bọn này dám bất sỉ nhục người đấy. Người anh em ạ, người anh em. Này, hãy suy nghĩ kỹ đi. Tôi hỏi chung. Hãy theo về bên ta, thì sẽ hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Ông bảo về bên ông á, cho tôi bị đám cắt đầu người thôi. Nó chỉ mãi mãi đi đánh máy đồng những ngôi ruộng này thôi. Ngôi ruộng. Hôm nay ta sẽ nói lại như là ngôi ruộng này thôi. Được chưa? Ừ, ok. Ta sẽ ghi nhớ là thằng này, tôi nói như bọn nói cho anh hàng xóm biết như này này. Anh là người đi qua đường. Ừ. Vừa rồi đấy, anh cũng nghe thấy chính miệng ông David để ông nói rồi. Ừ. Là ông không yêu cha ra, ông chỉ muốn giày vò thôi. Anh nghĩ sao? Tao cái này tao vào cầu cuốn rồi. Ừ. Tao theo ông hết rồi. Ừ. Ừ, anh thật sự là một con người chớ trêu. Ông chả là cái gì cả, ông chả là bảo sao? Gì cả. Bảo sao như thế, bảo sao anh không có người yêu là đúng rồi. Mày. À, ông đang người. Ông làm sao? Bình tĩnh trước khi chia tiền. Bây giờ ta muốn nói nhẹ cho các ngươi biết này. Thứ nhất, nói to lên ở đây không nói gì là đâu. Các ngươi ta mệt rồi, ta không nói to. Nói to lên. Ta đang gằn tiếng. Ta đi. À, nhưng anh đòi là cái khoản nợ này, cái này anh phải chia cho em thì em mới theo. Ok. Được bao nhiêu? 20%. 20% ít quá, em không theo. Ngươi không biết là 20% là bao nhiêu tiền. Không cần biết là bao nhiêu tiền. 20% anh có biết là con này em đi theo anh chúng nó bôi nhọ nhân phẩm của em. Đúng rồi. Đúng rồi đấy, anh bôi nhọ nhân phẩm của em. Anh hiểu ra vấn đề rồi đấy. Anh không đáng lắm nhưng em chỉ vì tiền thôi. Con này em đang rất khó khăn và em đang rất cần tiền. Đúng. Anh phải cho em thêm một hơn nữa thì anh mới xứng đáng. 25%. Chưa được. 25%. 50% đi anh. Là quá. 50% đi anh. 25%. 30% có được không? 30% ngươi phải xem là ngươi thái độ. Cái này em bán là... em gần như là bán mình cho anh rồi. À. Anh có biết là nãy giờ em lăn lộn cùng anh không? Thật sự luôn, anh là một con người mà em nhìn đầu tóc thì rất là đàng hoàng tử tế. Nhưng mà nhá, anh đẹp dài hơn em đấy. Nhưng mà anh mà theo nó là anh to. Con người phải biết dùng cái đầu, biết dùng thời cơ. Không đúng có rồi, đâu. Cơ hội chỉ có một lần, không bất chấp được. Không có đâu. Không như cái loại mà nói thôi. Anh mình ở đây thôi này. Ông chúng mày á, không làm gì được. Hiện tại ông có gì không? Thôi thế thế thôi. Tao chỉ cần xong cái khoản nợ là tao có rất nhiều tiền. Và tao lấy tiền của chúng mày. Mấy thằng này. Ông đừng có nói cái giọng đấy. Im mồm, em về. Kệ ông đấy đi. Cút đi. Về. Hãy trao trả cho ra cho ta. Về. Đi về cho ra. Cuối tháng đủ tiền chúng tôi sẽ trả ông. Cuối tháng của ngươi á. Ừ. Con này phải đi theo ông ấy. Cuối tháng chúng mày, chúng mày cần tiền đến thì chúng mày về, mang người về. À, đừng có nói giọng đấy, bọn ta không quỵt được, mày hiểu không? Bây giờ có pháp luật. Không cần biết. Có nãy hẹn mấy ngày mà chúng mày còn lật lọng thì làm sao mà chúng mày không quỵt? Trong giấy tờ đấy, bây giờ người ta làm giấy tờ. Nó chỉ mang giấy tờ ra ngoài pháp luật thôi là được. Ông hiểu không? Cầm mẹ mồm mấy thằng ngu ngẩn. Này, ông nhớ ý thôi. Thôi về, dẫn về nhà về, em về. Ra ra. Về. Đi. Thả ăn bắn ạ! Bị bắt ăn ta à? Con lợn này! Ta muốn sợ người, mà người đã chạy rồi. Chứng tỏ người nạp lắm. Đấy, ra ra! Nhìn đồng đội của chúng mày đấy! Đi theo ta! Ra ra, em ở đây với anh! Thôi chứ đồng đi! Biến đi về đi! Yên ổn! Còn không! Cô biết nào rồi đấy! Thôi chứ đồng biến đi về đi! Cô xin biến đi! Rồi! Cô hãy đi theo tôi! Hãy vào vòng tay tôi! Không vào đây, không vào, cút đi. Cuối tháng trả nợ, gặp lại nhau. Đi về đây, đi về. Con lợn này cút ngay. Chạy về đây anh em ơi. Chạy về. Chạy về. Chạy về đó. Chạy ra chạy về.
để mà anh đi cố gắng cứu tiền. Chạy thôi. Ê ê. Nó bổ sao anh? Nó bổ hay đấy. Nó bổ hay đấy à? Ngang như. À, cày thật chứ. Không sao. Về nhà xoay tiền. Cuối tháng em mình nhờ chơi với nó. Em có sao không? Không sao à? Đi về. Ý, anh muốn thú lắm. Về thôi, phải đâu. Đi về. Em không được đi đâu hết. Em chỉ ở đây với anh. Và mọi người thôi, em hiểu không? Mà anh có bị dính... Anh không dính. Thật không? Thật không dính không? Không dính, đi về.